Hello, chào mừng quay trở lại với channel Phát Tùng và đến với bình luận anh đồng, một series mà rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm trong khoảng thời gian vừa qua. Vừa rồi thì bận quá nét nhiều quá chưa làm được, nhưng ngày hôm nay rảnh thì tìm được một game ở rank Việt cho anh em xem nhá. Và để xem số bình luận anh đồng này chúng ta sẽ có gì, let's go. Đến giờ đây, đứa con cưng của Văn Tùng và Hà Tiểu Phu sẽ chính thức khai trương vào ngày 8 tháng 10 sắp tới tại địa chỉ 125/2 Hòa Hưng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đi kèm với những ưu đãi siêu khủng như khuyến mãi tặng 300% cho 5 khách hàng đầu tiên, tặng 200% cho 10 người tiếp theo. Đồng thời trong tuần lễ đầu tiên, game Hoa Hưng mở cửa, tất cả khách hàng nạp trên 100k sẽ được bonus 100% giờ chơi cực kỳ xịn sò. Ây da, gì mà bonus khủng dữ vậy ta? Ngày 8 tháng 10 sắp tới sẽ được đắm chìm trong thế giới game đỉnh cao ngay và luôn nha. Get go. Ok, đã 2 tuần trời không có bình luận anh đồng, anh em nhớ lắm rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với game đấu với sự xuất hiện đến từ Nasus của Rita Power khu vực trên, khởi đầu bằng một cái giáp lụa bình tái sử dụng các thứ đi khu vực trên. Dương Pháp đi ở khu vực rừng với các bài Grey ạ. Nhìn cái tên là thấy hơi bị nhạy cảm nhá. Đứng giữa chúng ta có bạn tên là Láy Lúa Lên LL. Tôi không biết là cái tên này có ý nghĩa gì nhưng mà nó nhìn nghe nó hơi líu lưỡi. Khu vực đứng dưới chúng ta có vị trí của TCF Hao Tam, và hỗ trợ của Hao Tam sẽ là chơi em đi anh. Cầm cho mình có vài Morgana anh em nhá. Bên kia đang có động thái xâm lăng rừng của chúng ta, sẽ có một con Raven Smurf rank khu vực đứng trên trang Luffy 14. Rừng là gầy ngọt ngào và mid sẽ là Nautilus đã khóa xịt đến Morgana của chơi em đi anh và sau đó là tiếng phản công, nhưng mà lúc này thì không còn CC để với nữa khi mà kỹ năng CC duy nhất là Q Morgana đã xịt rồi. Và đây cũng đã cộng Q tốc biến lên bắn luôn lại Q xịt đến từ vị trí của chơi em đi anh rồi. Đời xa đoạn nâng Q có được một phản tốc biến chạy sóng các vời cước ở trở lại tốc biến đánh tay gầy ngọt ngào có mạng lấy cái gì để về đây. Là phóng trúng nhưng mà cú khóa đến từ Morgana. Cú khóa đến từ Morgana xịt nữa rồi. Ba cú Q xịt liên tục đến từ Morgana. Và còn đó thì Lee Sin vẫn có thể đi bộ về được. Chúng ta có một con đầu tiên đất đi mid của Q chi cứu anh. Hỗ trợ thì đó là vị trí của đời xa đoạn cầm Nidalee rồi. Ven của tao cùi thì sao? Nautilus cấp 1 team đánh nhau y xèo trong tác Facebook ạ. Chịu. Nidalee đang có một giáo án. Ôi AFK bạn. AFK rồi. AFK và đó là mạng dành cho Ven. Trời ơi. Q xịt 3 cú xong AFK fit mạng ạ. Tốc biến từ vị trí của Raven. Ui thôi. Nasus tốc hành chạy lính đánh Raven là khá nhiều. Nasus tốc hành chạy có lão hóa cấp độ 2 nhưng mà Raven nó có thế đốt đấy nha. Cẩn thận nha, hết máu rồi, hết bình rồi. Raven bước vào thiếu đốt được hay không đây ạ? Đang là một tiếng Nasus lên được 3 và đó là một cú giạt ra, trụ không bắn được thứ vừa rồi. Gray đang ping là ta sẽ lên khu vực trên, bổ một cú quy để farm được con xe và sau đó bị thiếu đốt đánh tay rất điểm mạng dành cho Raven cùng kích nội tại luôn rồi. Đứng giữa cú móc đến từ đất đẩy thiếu đốt luôn, đã sát thương là khá nhiều và các Superman tốc biến chạy bấm ping lên và chưa chết. Gray đang lên để có thể báo oán cho tình huống mà Nasus đã phải lên bản điểm số từ rất sớm rồi. Pha di chuyển đến từ vị trí Luffy về thì không. Ui, ngon. Ray không còn tốc biến, nhả W ra đánh tay. Đi bộ vào Q đấy không đây ạ. Q nổ lần 2 và mạng có thành kiểu dương pháp. Ngon rồi. Còn Nina thì trong khoảng trống đứng dưới được mở ra thì di chuyển ra khu đứng giữa. Liệu rằng có phóng lao trúng hay là không đây? Phóng lao có trúng hay là không đây? Phóng lao xịt rồi. Đặt chát ra đánh tay được một đòn lấy thu thập hắc ám. Ui, giao án thu thập hắc ám đi ở khu đứng dưới. Với những con bài dị và... Trời ơi, phóng lao xịt nhưng lại lao vào KS ạ. Nhưng mà thôi, cái mạng đấy thì cũng nên ăn anh em ạ, vì Nautilus nhiều khi lại không đủ đam. Tiếp tục phóng lao cấu rỉa như độ chuẩn xác đến từ những mũi lao của đời xa đoạ lúc này nó chưa nhiều lắm. Đặt W thấy vị trí của Morgana đạp cháp rồi. Phóng lao xịt khóa bóng tối cũng xịt. Chuyển dạo vào cắn kết án sát tường Ven đang bắn thiêu đốt sát thương ra cực kỳ nhiều. Nó là mạng dành cho vị trí của đời xa đoạ. Phóng lao thì trượt như két thì rõ nhanh. Đường giữa thì Nautilus vẫn đang có những cú móc tốt từ nãy đến giờ. Bật W lên gõ E và đánh tay liên tục, sát thương là tương đối. Lee Sin quyết định solo rồng ạ. Gray đang di chuyển ra tự nhiên thấy con báo này nó đang đứng nó làm gì đó ạ. Phóng lao xịt nữa rồi. Xịt không anh em ơi. Thu thập bằng ám nhưng mà ơi bị sa lầy không làm gì được cả. Báo quá ôi rồi ôi. Được W lên gỡ được một bạn đấy từ vị trí của Quy Chi cứu anh, và đó là một tình huống lốc xoáy tử vong xuống dưới nhưng không làm được gì đấy từ vị trí Raven cả. Đúng là con báo này nó báo thật sự anh em ạ. Lee Sin đang solo rồng mất W rồi. Varus đi ra gồng một mũi tên xuyên phá trúng rồng nhưng không trúng Lee Sin, và Lee Sin flash chạy hay là như thế nào đấy. Cắm mắt không qua tường hộ thể sang bên phía bên kia và có mắt thứ hai. Gray lao lên tốc biến lên thiêu đốt cú đánh tay và sát thương đã đủ rồi. Nasus lao lên bổ tay đối với Raven bị thiêu đốt chết. Cánh còn lại thì Ven di chuyển ra tốc biến chạy hit and run với một tiếng tàng hình và sau đó thì bị rồng phá rất đau. Varus vẫn sống và bắn nhầm vào con Morgana rồi. Không đủ sát thương đến từ vị trí của cú tao cùi thì sao? Nida đi ra đứng dình sẵn ở đây, trừng phạt thì không có đến từ Gray, bị lộ vị trí nhưng mà lại trừ lại bụi cỏ bị dính khóa. Phóng lao chúng chuyển ra vào két rồng được hay là không? Chuyển ra vào két rồng vào đây.
cái dòng không được, dòng hồi máu quá nhiều trong tình huống này. Và đó là một tình huống ra đến từ Nautilus vào vồ luôn đến từ những đời xa đọa, bị mù vào lên bảng đến số 1 đổi 1. Nautilus sẽ tranh thủ cướp nhẹ con rồng này ở đây. Katsuya đang di chuyển ra để có thể tranh chấp con rồng này. Lithi đang ra với cái trừng phạt sẵn sàng, sóng âm trừng phạt lấy rồng và sau đó rút lui. Chiến game chiến. Qua wow, Raven đứng trên tay hai tay hai gì mới hết mẹ mana rồi. Lốc xoáy tử vong được dùng xuống dưới rồi. Trước đây thì Nasus có pha Odin trước cấp độ 6 tỏ ra khá đuối so với các con Raven thì bên kia. Bên kia Ray đang ăn hết 5 mạng trên 6 mạng của team kết án rất tốt, đi lên lại phóng lao trượt trước đó rồi chuyển dạng vào tốc biến lên vả E. Phóng lao lần này thì nó trúng tầm gần, xác thực là không đủ rồi. Một cú W bù mắt đến từ Dương Phát. Và sau đó tiếp tục lao lên với cái bùa đỏ, đạn đổ thần công có bắn quy dính lao. Morgana tìm kiếm một cú chói như nào đây? Không được, hơi khó. Quét thấy vị trí của Nidalee rồi, khóa như này mà trượt nữa thì chịu. Gray lướt lên bắn quy sát tường nổ hai lần và Nidalee lao vào đổi mạng với xạ thủ đối phương. Vayne là người được nhường mạng dính đạn nổ thần công mất máu nhiều quá, cố gắng tàng hình lặn xuống khu vực sông dưới. Nautilus đang di chuyển ra để cover đồng đội, khóa bóng tối lần này nó dính rồi và chơi em đi anh két luôn. Nautilus đứng dình một cú bóc chuẩn xác, thủy lướt tầm nhiệt còi và Lee Sin đến với cú sóng âm như nào đây? Sóng âm chưa được đưa ra mà nó chuẩn xác luôn rồi, được sóng âm vội cước vào. Thủy lôi tầm nhiệt đẩy và hỗ trợ đối phương, tốc biến đánh tay giữ chân vị trí của Ray lại úp khiên đen cho đồng đội để có thể ôi nộ lòng cước luôn ăn mạng đến vị trí của Lee Sin. Đã sóng âm lại dính, móc lại dính, ui kỹ năng định hướng ác. Đây là tiêu cát Super thì chuyển chậm quá là trễ ạ. Khoe thông thạo bảy đánh tay giữ chân đối phương lại trừng phạt làm chậm. Hóa đá được đưa ra, phóng lao lại xịt. Báo để nó báo đời báo đốm thật sự. May là đồng đội đủ xanh để có thể ăn cái mạng vừa rồi, không mất bất kỳ một ai. Thông thạo bảy khoe lên hàng loạt đến từ hai thành viên của team 2. Đường trên thì A Cầu vẫn đang còn thở oxy sống qua ngày, chưa thấy dừng bên cạnh. Phóng lao lại tiếp tục xịt đến từ trường đời xa đoạn. Mình vẫn đang cố gắng gọi là sống qua ngày và chờ qua đời anh em ạ. Lốc xoáy tử vong đi bạn ơi, 100 mana rồi bạn ơi. Một bật rờ đến từ đây sớt, chui thẳng vào trụ tốc biến sang bên phía bên kia. Một tiếng xử lý khá hay, hạt thông đổ đánh được hay không, đánh được về hướng Lee Sin rồi. Nasus thì không có flash đi theo và Gray cũng chưa có R để dứt điểm từ xa. Gray đang di chuyển ra chờ sự hỗ trợ đến từ Lee Sin. Sứ giả vã đau quá, Gray dướn lên để tìm kiếm mạng nhưng không được, bị dính nộ lồng cước, bị dính móc. Ui cái cặp đôi biết dừng là đánh như thế giới rồi. Tốc biến tới Katsuya quy xịt và E hai lần thì lại thiếu đa vì quy xịt. Tôi xong rồi mất cái flash né cái sóng âm và sau đó thì bị đấm liên tục. Lee Sin yếu máu, một mạng có cho Katsuya và đó là mạng ngược trở lại dành cho Nautilus. Dưới cũng đã bắt đầu đánh nhau ECL. Thời gian đi này nó là River báo đánh ở sông là nhiều. Lao lần này thì lại chuẩn, ngon, chuyển dạng vào cắn cứu về được hay không. Varus vẫn đang bắn tay, hồi máu thì Varus đánh tay liên tục, đánh nhầm mục tiêu rồi. Có tầm nhìn trong bụi cỏ này nhưng mà vẫn đủ sát thương. Đó là một đòn đánh tay với theo tốt đấy thì Varus ít nhất là đổi được một mạng vừa rồi. Gray đang ăn cua trong lúc đó thì DC đang solo cho mình con sứ giả, nhưng lại một lần nữa cắm mắt ra phát hiện ra đối phương đến từ vị trí của Dương Pháp. Đứng trên Raven đang đẩy khá cao nhưng chưa ra hỗ trợ Lee Sin được. Lee Sin vẫn đang chạy cối ăn con sứ giả nhưng mà mắt nó chưa mở, mắt mở rồi. Sóng âm vội cước vào, đứng giữa solo kill có dành cho Nautilus. Sứ giả cánh trên tôi biết là thuộc về ai. Không nhặt mắt sứ giả, VK đã hộ thể nộ long cước còn. Sóng âm quỳ và đó là mạng dành cho vị trí của Lee Sin, nhặt luôn mắt sứ giả và đó là tình vừa có mạng vừa có sứ giả được Lee Sin. Cầm cái chiếu hiện giao tranh là gắt đứng dưới thì sao? Varus tung chiêu cuối và Morgana lấy mạng đối phương và sau đó thì Nidalee lao vào bị bắn liên tục bởi Varus và lần này là một tình huống 1 đối 2 nhưng mà có lời cho phía team 1. Lee Sin đang la lên khu đường trên với tiếng chịu ôi sứ giả và đây sợ đánh hơi thấy cái mùi nó không thơm. Nhưng mà cái gì không thơm thì chó lại thích. Bắn lao vào VK rất căng đến từ vị trí gần đây sớt, bổ quý liên tục một chiêu cuối lên bổ luôn. Lee Sin hấp huyết hộ thể ra và đó là một tiếng bổ mắt sứ giả trụ có sóng âm vội cước vào. Lee Sin liếm được một mạng của A Cầu. Pha bóng tối tốt đến từ Morgana, pha móc tốt đến từ Nautilus, phóng lao bồi vào chuyển dạng cắn chết luôn. Đó là một con báo rất khỏe, thủy lô tầm nhiệt đẩy thẳng vào, đó là tiếng phóng lao chuẩn nữa. Hai lao liên tục tốc tiến vào KS double kill. Ui, support của KS này thì càng quá nhờ. Nida của đời xa đoạn di chuyển ra để có thể kiểm soát con rồng chung với đồng đội. Nhưng mà đây là tiếng Dương đã có tầm nhìn và Dương cũng đã bị lộ vị trí rồi. Phóng lao hướng tới vị trí của Dương, Dương đánh E xuống thay vì hạt thông nổ xuống nhưng vẫn cướp được, tung chiêu cuối không qua tường. Và sau đó thì đổi mạng được với đối phương. Ít nhất là như vậy, ít nhất ăn được con rồng cùng với đổi được một mạng chứ không đến mức chết chay. Còn bên phía bên kia thì đang có một con Raven di chuyển ra khu vực giữa rồi. Cú dìu xoay của Raven 2 đồ tầm điểm này nó là một sát thương tương đối lớn. Thêm một dìu nữa nửa cây rồi, một dìu nữa R chết luôn này. Nhặt dìu lên cho một dìu chí mạng, R phát chết luôn không? Lấy lúa lên LL đang gặp cực kỳ nhiều khó khăn, còn đứng dưới thì sao? Và đốt tung chiêu cuối cùng với Morgana dứt điểm được vị trí của Vayne và sau đó Nautilus xuống gỡ được một mạng của cú tốc biến của mình.
băng trụ được hay không đến từ đứng giữa của bên đứng dưới đây. Một dìu và nó không chí mạng rất đen. Tiếp tục bật W lên nhưng mà sợ bị hòa đá dưới trụ quá. Casuvia còn R dưới trụ. Và Raven tạm thời rút ra, Lee Sin đã cướp rừng và sau đó đứng dưới đó là thủy lốt tập nhật đến tao thì lướt tanh rồi. Nó lao vào thủy lốt đánh tay. Mạng sắc đào đến dưới pháp rồi nhá. Đứng giữa Casuvia thì cũng đã chết sau một tiếng ngu không biết nữa sao lại chết ạ. Không xin không hiểu sao chết ạ, chẳng ăn lao của Dali cái gì. Lấy lúa lên đã đi trong một tiếng lao rất chuẩn đến từ vị trí của đấy xa đoạn của đứng dưới thì sao. Lee Sin bị lộ vị trí và nó không còn nhiều máu nữa. Và đó là tiếng phóng lao trượt đến từ vị trí của đời xa đoạn. Ray đang gặp nguy hiểm sóng âm vào. Vô ảnh cước vào R flat rất nhanh đến từ gầy ngọt ngào. Ui đánh hay thật sự ạ. Lao đến từ Nidalee của đời xa đoạn hướng tới Varus nhưng mà nó rất tỉnh. Bỏ lại vị trí của dương pháp và sau rút lui. Rút lui có được hay là không để lách lao như tun rồi sau đó thì sao. Lướt đai tương tử thiên đốt đánh tay và sát thương đủ rồi. Kỹ năng của các player team 2 có vẻ là rất tốt. Đứng trên thì laser của Rita Power đã bắt đầu có những khoảng trống để có thể lấy tiền từ trụ một đứng trên, có tiền thưởng mục tiêu và farm được cho mình đó là 240 quy. Một tiếng đứng dình trên tầm nhìn đấy thì vị trí của đời sao đoạ bị làm mù, bị nổ quy hai lần sát người, mất máu cực kỳ nhiều. Morgana thì mất quy rồi, cũng quy sau đó nó trúng vào người của Vayne nhưng mà Gray lại rút lui, lao trúng lao không trúng sóng âm vội cước vào Lee Sin hộ thể ra né cũng làm choáng tốt. Vayne đang bắn được và Vayne có mạng, mất nỏ từ thủ của Vayne. Gray vẫn đang dí bắn sát người, một đánh tay một R nữa thôi chết Lee Sin tầm gần luôn rồi. Mạng sát đào thì nó dừng pháp nha. Đứng giữa thì Raven vẫn đang đẩy đường liên tục và Nasus là người swap lane. Thủ thấy đứng giữa đối phương swap lane mình cũng swap theo nhưng mà Nasus ra mid này bị xích lại rồi. Bị cái mỏ neo vào đầu rồi. Bị đấm liên tục vào đầu, bật chiêu cuối bổ quy rất đau đến từ Nasus. Raven hit and run vào trong trụ. Ôi xồi ôi, mạng sắt đao cho Nasus thôi xong rồi. Chọc hơi căng A cầu có một tí E vào trụ. Morgana tốc biến lên khóa tốt, Casper dí theo xì liên tục. Nhưng mà con Nautilus này trâu thế. Nhiều kháng phép thật sự ạ. Khóa tầm gần lại dính rồi, lần này thì chắc chắn là chết rồi. Nautilus lên bảng đếm số và Lee Sin đi ra 1v3 đứng hay là không. Nasus rất trâu, Lee Sin lao vào dồn sát thương nhưng mà sát thương là không đủ. Hóa đá làm chậm, Morgana đi bộ theo lại quy dính nữa cho mà xem lại quy dính rồi. Nidalee của đời sao đã di chuyển ra không cứu Lee Sin và sau đó thì nhiều khi chết chung. Lập đồng hồ outplay và đó là một tiếng shutdown nữa cho bên phía team 1. Người xanh nhất trên bản đồ các bạn đoán xem là ai ạ? Đó là Draven với rất nhiều số nội tại tiền trụ top. Và Vayne đang lao lên với cú kết án của mình và sau đó thì hit and run các thứ tốc biến dính khoai. Đen thế nhờ, thế nào trong bụi cỏ nữa, có Morgana dàn ra lốc xoáy tử vong ném gì có mạng kích nội tại móc trúng đến từ Nautilus vào cái thiên đen rồi. Đẩy thủy lô tập nhiệt vào Gray ạ. Nasus chuyển sang bổ con Nautilus này. Nautilus bị dính rất nhiều sát thương và hiệu không chế đối phương chưa móc được. Chưa tìm góc để móc, Varus di chuyển ra chiêu cuối xịt quy trúng. Bị thiêu đốt, Nautilus vẫn đang tanh nhưng mà lao lại vào lính hết rồi. Nautilus yếu máu và đi luôn rồi. Nasus là người kẽ được cái mạng vừa rồi. Rất tốt, tình huống comeback đến từ team 1 đang là cực kỳ ấn tượng. Trụ thôi, làm cái gì đây? Dưới đang cái trụ vị trí của đời sao đoạn dứt điểm với Nidalee 2 đồ ấy anh em nhé. Nidalee này xanh vãi. Phóng tầm 2 lao trúng thôi là AD bên kia đi về. Lần này phóng trúng là lấy luôn tốc biến đến từ vị trí của Hào Tam. Nasus đang có mặt ở đây. Con báo này mà lang thang là nhiều khi lại ra đi đến nhà dính quy. Casuvia bị xì liên tục, khóa bóng tối xịt, W không xịt được và có mạng rồi cho lấy lúa lên. Sóng âm trượt đến từ Lee Sin và dòng nguyên tố thứ 3 đang sẵn sàng tại cùng cánh dưới. Và để xem là tình huống này thì Lee Sin có ra được hay không khi mà đồng đội đã có người phải lên bảng. Draven thì lại ở hơi xa và dính xa lầy rồi. Khóa xịt, thủy lô tập nhật đẩy thẳng vào nhưng có khiến đen cover đến từ vị trí của chơi FD anh. Và bên phía bên kia Lee Sin mất được cây đang phải cố gắng rút lui rồi. Gray lao lên bắn rất giáp vì Nautilus này chưa có nhiều kháng phép lắm vẫn bóc ngược trở lại ạ. Casuvia còn hóa đá dính sóng âm. Nasus thì lùi ăn được cái trụ thứ 2 nhưng phía team 1 rồi. Đứng dưới trước đó đã mất trụ đấy từ bên phía team 1 và qua đó thì bên phía của chắc là phía team 2, còn là team 2 mất nhiều trụ hơn đấy ạ. Team 2 là những người mất tới 3 trụ trong khi nó chỉ ăn được 2. Nhấn nhầm làm gì càng kẹt phí cơ mà. Một tiếng đứng dình đến từ vị trí của Rita Power, khóa tốt đến từ vị trí của Varus. Nautilus đã phải tự biến chạy rồi. Parfait check bị lão hóa và Raven đang nhặt dìu lên ném vị trí của Varus. Varus trừ bụi cỏ nhưng vẫn có sai để vị trí của Raven gỡ được một mạng bên phía bên kia thì Nautilus bị phải lên bản điểm số rồi. Sóng âm vội cước gỡ được một mạng thì Lee Sin R flat các thứ nhưng mà mất dài vẫn không R được rồi. Đang R flat thì mất dài ạ. Nộ lông cước hai người, sóng âm vội cước còn dứt điểm vị trí của Casuvia hộ thể ra thì Lee Sin. Đây là một con Nasus vẫn còn tương đối nhiều thời gian tốc hành nên quyết định đến từ Lee Sin cùng với Nida là giữ lui. Một tiếng giao tranh rất đậm nét của server Việt Nam khi mà đó là tình huống 3 đổi 4. Nida di chuyển ra cắm mắt lấy tầm nhìn và phóng lao nhưng không kết được cua. Cho tiền không dám vào anh em ạ, chó là nó bổ chết. Đầu trận nhìn nó hèn hèn vậy giờ nó xanh sắt đao con đất 250 tiền. Lee Sin lao vào, hộ thể lên chính bản thân mình mà không còn hộ thể đi ra bắt buộc phải rờ chạy rồi.
rất may là Varus không có R nó giữ chân lại, chứ không có Nesut nó bổ nát đầu. Nesut đang ôm 2.500 tiền và chưa về nhà mua trang bị, bên phía bên kia đã kéo 5 người ra beat Aram rồi anh em ơi. Mắt cắm ra là gọi là đề huề, quét mắt các thứ, sau đó thì khóa bóng tối là như thế nào đây? Khóa bóng tối trúng vào Nautilus. Nó không phải là mục tiêu dễ ăn trong tình huống này. Đánh nhau tắc đầu chảy máu tại rồng, pha lao lên rồi sát thương rất tốt đến từ vị trí của Dương Pháp. Dương Pháp đánh cho mình con Ray là tôi nhớ đến UCI Dương Pro. Ui, tốc biến lên chói hồn 3 người đến từ vị trí của Morgana. Varus chói thêm một cú chiêu cuối vào nữa. Morgana hồi máu đi ra được, hóa đá dứt điểm thêm một người nữa. Và hai mạng thì phía team màu là rất ngon. Lee Sin sóng âm vội cước dồn sát thương cùng với loại lốc xoáy tử vong Raven và Idol đời xa đoạn lao lên ăn mạng cùng với lấy cho Raven một cú đắc vực kill. Ui, khóa đi đâu rồi? Nesut đi đâu rồi? Nesut ơi! Lee Sin đang me góc để sóng âm xịt nhưng mà R thì còn. Tốc biến dứt điểm đối phương với cú triple kill giành được lốc phê. Team chết mẹ 4 người, ông lò gió, ông ra rồng làm cái gì đây? Nào nó lại xích cho bây giờ, lão hóa Lee Sin R ăn được rồng dành cho Raven và sau đó thì Nesut bật chung cuối cân 3 đây không bạn ơi? Bật chung cuối cân 3 luôn này. Một Q và Raven đang là người bị bổ liên tục vào đầu. Raven đang có hit and run về hướng của Lee Sin là tốt. Và đó là mạng shutdown dành cho vị trí của lốc phê. Ok chưa? Vừa comeback được một tí đã throw game rồi. Vừa comeback được một tí lại throw. Và di chuyển đến từ Lee Sin, sóng âm trúng người đá, di chuyển ở bụi cỏ, không biết đã phát hiện ra Gray hay chưa. Nhưng mà solo quả này là không lại vì không còn R nữa. Mất máu cực kỳ nhiều và lên bảng đếm số. Raven lao lên ở cấp độ 14 solo cùng với Gray cấp độ 11. Tốc biến chạy, ăn dìu và lốc xoáy tử vong từ xa đến từ Raven không cần thiết. Đó là đôi mạng chàng này, chiêu cuối xịt đến từ vị trí của Varus E cũng xịt. Lao đến từ vị trí Nida cũng xịt và Raven có cho mình hai mạng trong tình huống 1v2. Bạn này là có xem sao cho mừng chắc luôn, nuôi béo thịt sướng. Morgana đã nói lên là nuôi béo thịt sướng. Có sướng hay không thì chưa biết. Late game tầm 8-900 Q nó bổ cho ông chưa biết có sướng hay không. Morgana lao lên với tình huống bút kiên đen và Morgana làm cái gì thế này? Ôi, làm cái gì đây? Morgana này trên mạng thứ 13 rồi. Đây là tình huống mà Nautilus đang giữ chân vị trí của Casuvia lại khóa đến từ vị trí của Varus trúng để cover rồi rút lui đồng đội không rút lui đứng lại đánh luôn. Hóa đá hai người cũng chẳng làm gì được cả. Lúc xoáy từ vòng từ xa và Nida vét cho mình hai mạng phóng lao trúng chuyển dạng tốc biến và cắn lấy triple hay không? A cẩu lại lang thang thì ra lại bị xích lại rồi. Ôi, cái đầu long cước đến từ Lee Sin làm cái gì thế kia? Không sao, vẫn có mạng là được, vẫn có mạng và lần này lại là một tiếng cái hết mạng đến từ đời xa đó ạ. Draven hai tay hết hai dìu rồi, tốc biến phóng lao nhưng mà nó tiếng uống Varus tốc biến chạy được. Mắt cắm ra là rất nhiều, bây giờ đã là beat Aram rồi. Rõ ràng là một màn Aram nhẹ tại khu vực giữa. Phần này chắc là được Mega ha. Tiền đang cầm trên người của Nidalee là 2.500. Giàu hơn so với AD gần 2.000 tiền. A cẩu ngu quá. Ao trình support. Phần lao lên với vị trí của Nautilus. Nida support lao vào và đổi mạng với lại người chơi xạ thủ đối phương. Nhưng mà vẫn có thể sống sót đi ra những dính khóa bóng tối lên bảng điểm số rồi. Bấm đồng hồ đến vị trí của Morgana. Raven tung lốc xoáy là khá nhiều sát thương. Lee Sin thì chưa hồi R nên quyết định là té luôn. Fit không rảnh tay đâu, đứng dưới thì A cẩu solo cùng với Vayne là Vayne tốc biến tại chỗ, kết án không vào tường và sau đó thì thôi xong rồi, mày nhờ đến A cẩu. Bị đốt chết và không có 12 stack cho tiếng bổ quy đến từ đấy sớt. Lee Sin ra thay tua cho vị trí của Vayne, mày làm sao? 450 quy rồi, mày nhờn. Nuôi béo thịt cũng ngon, chắc là ngon, có chắc là ngon không? Có chắc là giòn không? Nó bổ cho hiểu vấn đề luôn anh em ạ. Nhờn với A cẩu. Draven thì vẫn đang đẩy lẻ khu đứng trên nhưng mà lúc này trụ 2 vẫn còn khá là nhiều máu. Và quyết định đến từ Draven là đi đâu đây? Tính dình xem có thằng nào lên để bắt bớ hay không. Và khóa bóng tối trung đến từ vị trí của Morgana tung luôn chói hồn và Nidalee không có đồng hồ. Đang quăng rút lui và đó là tiếng Gray đến cover tốt. Gray đến tung chiêu cuối sau một tiếng hóa đá đến Cassiopeia và đó là tiếng Raven còn lốc xoáy tử vong nhưng bị đốt chết rồi. Thủy lôi tập nhận đẩy thẳng vào nhưng vào ngay khiến đen. Cũng giết được Morgana và ép Baron chăng? Nesut vẫn đang đẩy khu đứng dưới một cách hết sức nhiệt tình. Vayne là người ra phòng thủ cùng với Lee Sin chăng? Nếu như vậy thì Baron thế là ai phòng thủ ở đây? Nautilus hết R rồi, còn mỗi tốc biến Thiros, tốc biến xuống Thiros luôn đi bạn. Tốc biến xuống móc Thiros luôn chứ có gì nữa. Bị khóa rồi, dính khóa lần thứ hai. Móc quy tốt, đánh tay dứt điểm đối phương, tốc biến lên tìm kiếm cú đánh tay Thiros nhưng mà không được và sau đó thì chết rồi. Thiros vẫn kịp đưa ra chỉ để lấy máu đối phương tránh việc mất Baron. Có thể tạt tạ. Con cá sát đột cười rồi. Đây sớt thì sao? Ê, quá ngu. Ê, mất quy đến từ bên, còn cái E làm gì đấy bạn? Ê, E vào cốc, tôi xong rồi. Bị lão hóa rồi, bên bị lão hóa lên không nổi. Và đây sớt để mắc E trước mắc đứt. Đấy, không xem sao cho mừng, em phải mắc đứt trước chứ. Không sao. Mày, 12 stack nữa, 500 quy. Ok chưa? Chó hoài. Biết là bên trao đổi cái gì nhá. Có vẻ khá cay đây sớt rồi.
Dida đang xuống cùng với Lee Sin để có thể thay cho vị trí của Vayne. Giết còn A Ngẩu đấy, farm cũng đéo yên. Giết hoài farm đéo yên, Vayne đã cay cú như thế là nỗ long cước đẩy về hướng của Dida. Dida ăn một quy mất gần nửa cây rồi, nên rất không hồi quy kịp để bổ với Dida. Sau đó thì định bổ Lee Sin vậy. Núp sau lính che những mũi lao đến từ đối phương, Raven kích sung huyết lên lao lên. Raven ra có một tiếng tiếp cận và nó mạng dành cho vị trí của Nidali rồi. Raven đến tung chiêu cuối quang rút lui đến từ vị trí của Dương Pháp, nhưng không được tốc biến lên, đập mặt vào tường và lên bảng điểm số luôn. Mũi quy đến từ Varus gần như là không có đam, và Morgana đi ra đây ăn hai dìu đi về bây giờ. Varus chói xịt ạ. Raven lách rất ảo và Morgana quyết định quay ngược trở lại búp kiên đen, bấm đồng hồ sau cú chiêu cuối làm choáng Raven lốc xoáy tử vong và có mạng cho Nidali với tình huống phóng lao vừa rồi. Cassiopeia lấy mạng shut down của Raven, sau đó thì quang rút lui nhưng mà Nautilus đang xuống. Nhà thì đang bị lính đánh liên tục, Vinh chấm hỏi liên tục đến từ Gray rồi nhưng không ai về cả. Nhà kia mấy con gà, Vayne đã nói thế rồi đấy. Vayne cay lắm rồi, mọ. Sao ngu thế thằng tốt. Bị con Raven nó giết cay quá chát ô đấy anh em ạ. Nhưng không sao, đúng là support đổi tốt thì cũng lời mà. 1.15. Đâu có phải là 1.15, người ta là 5.15 ông ơi. Chát ô cũng sai nữa. Khi bạn đã sai chính tả hoặc là chát ô sai như thế này, đấy, biết ngay mà 5.15 thằng ngu này. 4.5.15 mà cứ bảo 1.15 thôi. Xanh quá. Một cú dình trên tầm nhìn đối phương đến từ đời xa đoạn, ngay lập tức phải rút lui. 1.15. Xanh quá, tao ngu mà. Còn đây là pha mà xa đoạn vẫn đang đứng dình dập con rắn bên phía bên kia. Lee Sin bắt đầu vòng ra phía sau với cái nội long cước cò với các Cassiopeia, còn cái hóa đá xử lý như thế nào đây? Thủy lô tầm nhìn đẩy thẳng vào, bị hất tung lên, dính một ngọn lao mất phần 3 cây. Hóa đá được hai người, dính nội long cước mất máu nhiều, sau đó lên bảng. Nayset đi ra cân 3, rồi nó thật con Nayset là nó cân 3. Tầm này bên kia không có con Vayne, còn lâu giết được Nayset anh em ạ. Không Raven còn lâu giết được. Ui, cú đánh tay móc đến từ vị trí của Nautilus, nhìn hitbox là khá ảo. Và rất chói chúng, Nayset bắt đầu bật chung cuối lên bổ đây. 1 quy, 2 quy. Vayne đã vòng ra phía sau, một cú quy flash đến từ Varus AP à. Nayset không đủ để giết vị trí đi down, sau đó thì Varus hết flash về rồi. Vị móc lại bởi Nauti và lên bảng. Nayset vẫn đang bổ rất nhiệt. Morgana đấy bút kiên đen vào bạn. Bút cái khiên đen vào cho người ta bổ với lão hóa tốc biến lên chói hồn chết Nidali, và sau đó thì sao? Lee Sin không có đam để giết vị trí của Rita Power. Bên phía bên kia thì Morgana lao vào CC, sau đó chết luôn. Sóng âm vội cướp người trở lại từ Lee Sin, bị bắn rất đau bởi Gray. Gray tung chung cuối giết được Vayne. Ri nộ long cước ra và sát thương đủ để từ Gray để ăn mạng này. Sau đó thì sao? Solo cùng với Raven không lại, bị Raven ném liên tục vào đầu và quét sạch cho phía team 2. Đó là 3-5 anh em nhé. Game căng cọt thật sự. Cassiopeia thì di chuyển ra và rất may là nhà lính khu đứng giữa nó đã kịp hồi lại rồi. Lúc này thì Raven cùng với Lee Sin đang có mặt tại khu cánh dưới và vừa rồi là tình huống chát ô trên Lee Sin. Một câu nói ngắn gọn xúc tích thể hiện rõ. Lúc này là gầy ngọt ngào cũng đã không còn ngọt ngào tí nào nữa rồi. Mình tao chấp 3 thằng đấy. Mình tao chấp 3 không chết chấp mẹ thì ông ơi. Không đánh support chết mẹ 16 sát nữa. Không hiểu. Cứ 2 phút trên lần đi anh em ạ. Đúng chạy KPI luôn. Và rớt AP không biết hỏng giáo án của ai. Không biết học giao án của ai rồi, Varus AP Luden các kiểu. Nhìn lần á. Và sau đó thì Lee Sin có dám vào băng trung hay là không? Lee Sin cấp 16 rồi, giờ cộng 3 điểm ha. Chung cuối chung với Varus, sóng âm chúng vào luôn. Gì nữa, vào luôn, sóng âm không vào được, trẻ con nó khinh. Động nóng cơ một kiệt đèn rồi, sóng âm xịt rồi. Không vào thì trẻ con nó khinh, mà vào thì team mình nó chửi. Team mình cũng chửi. Tôi không sao nhá. Game đấu kéo 32 phút mà vẫn chưa ai ăn Baron anh em ạ. Team 2 thì rất là nhiệt trong việc ăn rồng và ăn được 3 rồng rồi. Morgana khóa xịt, rất may là không dính ngọn lao vừa rồi. Nautilus đang có ý định di chuyển vòng ra phía sau vị trí của chơi em đi anh. Morgana rút lui về hướng nó hơi tà và dính một ngọn lao mất máu cực kỳ nhiều, lướt đai tên lửa lao vào cắn chết đối phương mặc dù tinh khoa bóng tối. Đúng là support lệch rồi anh em ạ, support gap rồi anh em ơi. Đây xuất thì vẫn đang farm quy, 555 quy rồi vẫn đang đi farm. Không biết là farm đến bao giờ. Nhà thì còn cái gì nữa đâu. Bạn ơi đừng farm nữa, nhà mình còn gì đâu ạ. Nautilus rất chịu khó cho việc múa bằng cách là đánh tay vào lính và quy vào người anh em ạ. Là fake animation tới luôn. Rồi, cú tốc biến móc đến từ Nautilus nó xịt hơi quê một chút. Bị lão hóa và Raven đang quăng lết những cái tấm thân nó hơi chậm chạp của mình về hướng đồng đội. Raven bọn cuối cùng vô cực một cái gì thế này. Ray lao lên chết luôn, khóa tốt đến từ Varus cùng với hóa đá đã có mạng rồi. Cassiopeia, Raven mất sát tinh thần, về nhà lộn bắn laser thì không vào máu à. Bắn mũi tên bạc cũng vào máu một chút. Và sống dậy đến sát tinh thần của Raven và sau đó thì chết luôn. Vayne đang có cân 2, pha lao lên từ Vayne bắn được một hit, sau đó thì chết luôn rồi. Và đó là đất triple kill rồi cho Cassiopeia. Một mega lúc này đối với Cassiopeia nó đờ bờ rẻ rách luôn.
đặt QE dọn lính rất nhanh, rồi sau đó thì chuyển ra khu vực hang rồng, mà rồng thì còn tới 10 giây nữa xuất hiện, quá tốt. Ray lao lên dồn sát thương với UR bấm đồng hồ để câu thêm thời gian, trùng cuối xịt Tavares lao trúng lốc xoáy tử vong, đó là hai mạng phía team 2 bị hóa đá rồi, bị QE liên tục bị xa lầy. Nidalee mất máu khá nhiều và đang có tình huống bị đốt sát thương là chưa đủ đến từ vị trí Cassiopeia, sát thương đã đủ đến từ Cassiopeia rồi, là mặt nạ cùng với vũ trụ combo đốt cực kỳ đau, và đây sớt bật trúng cuối cho mình, đó là bổ quy và cua thay vì bổ quy và đối phương. Lúc này thì Raven vẫn đang hai tay hai dìu để có thể ăn con rồng nguyên tố cho đồng đội để lấy linh hồn rồng. Cassiopeia quy trúng rồi, xì cho một e 2 e và đến e thứ ba chắc là có mạng rồi, bị nộ lông cương ngược trở ra và không cần được thêm sát thương. Rồng cầm 1000 máy máu, Lee Sin lao vào trừng phạt lấy rồng, phía sau là Vayne vòng ra với cái linh hồn rồng đất, và đây là tình huống 4-3. Vayne kẹp ra phía sau cũng bóc tốt chúng đây sớt, Vayne bắn vào Varus và Varus đã lên bảng lên số rồi. Này sớt hết R đến tanh và đang bị thả diều liên tục bởi hai tạo thủ đối phương. Cassiopeia cũng đang vờn nhau một mối với Lee Sin, sóng âm xịt nhưng vẫn có mạng dành cho bên phía team 2 mà rồi. Lee Sin còn mang máu tiến và quét sạch cho bên phía team 2. Tốc biến. Tuổi lờ, một câu chặn ơn rất khép đến từ vị trí Vayne và ha 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 không xuống máu. Và cái tình huống tốc biến vừa rồi từ Raven để end game do là sống hơi vội ấy. Biết là vẫn làm gì mà lại vội đấy như thế. Quá tốt đến từ vị trí của Morgana, nhưng mà lớp giáp đến từ Raven nó là khá nhiều với huyết kiếm cùng với cả linh hồn rồng đất. Tanh ném luôn là tung chiêu cuối, sóng âm vội cương vào, R flash đến từ Lee Sin. Vayne lao lên vết mạng bị thổi bù rồi, vẫn có thể có mạng cho Vayne với tình đánh tay vừa rồi. Quá tốt, Q2 đến từ vị trí của Gray nổ sát thương là đủ đến từ Morgana và cả Gray nữa. Sau đó là một pha lao lên từ Vayne ép tốc biến từ Morgana. Rắn X à, xích thằng chó bên mày lại đi. Đó là câu chat ổn đến từ Nautilus. Đang là một động thái kết thúc ván đấu đến từ phía của team 2, nhưng mà lính có một con thiên vương truyền làm sao mà đủ. Chưa có lính để end game, anh em bảo lao phóng trượt đến từ vị trí của Nidalee. Và sau đó thì Nasus lại xách quyền trượng của mình đi ra, đây là quyền trượng 579 số, lão hóa còn Vayne lại. Coi chừng bị Nauti móc lại nha. Vayne cùng với Raven bắt đầu vào đam, chiêu cuối tốt đến từ Varus đẩy thủy lỗ tầm nhiệt, giữ chân được Morgana đối phương lại. Raven vẫn đang ném dìu được Nasus, lết lên và sau đó thì chết rồi. Hóa đá không trúng ai, Morgana quy trúng vị trí của Nidalee, sau đó thằng quáng đả W lại và quáng rút lui không được rồi, bị ném dìu chết luôn rồi. Cassiopeia cũng không còn hóa đá nữa, trả quy EE sau đó thì lên bảng luôn. Một mình Varus sẽ phòng ngự như thế nào đây? Lính vẫn chưa có để end game, và khi lính tới thì Gray cũng đã ra rồi. Gray xách cho mình một giáp thiên thần móc vào trong trụ đấy từ vị trí của Nauti. Quy chi cứu anh, nhưng mà không có quy nào đây chi cứu anh cả. Một tiếng lao lên bắn tốt đến từ vị trí của Dương Pháp, dứt điểm được Nida của đối phương. Mũi tên xuyên phá gần như là zero dam đến từ vị trí của Hảo Tam, và sau đó thì chưa end được. Có một mega chưa end được anh em ạ. Cứ giết người theo kiểu là cứ xoay tua từng thằng chết xong thằng kia đi ra, defense này là chưa end được đâu nhá. Lao lên tung chiêu cuối không đủ sát thương đến từ Dương Pháp, mất giáp thiên thần rồi. Mất ra tinh thần đến nơi rồi, bắn quy không biết đi đâu về đâu cả. Varus bắn những cú quy nó không có tí sát thương nào cả. Và đó là những mũi dìu đến từ vị trí của Luffy lấy mạng thứ 16 cho con Raven này rồi. Mặc dù vậy thì vẫn chưa end. 11.000 tiền vẫn chưa end anh em ơi. Lệch hẳn 11.000 tiền nhưng mà vẫn chưa thể nào có cái lốc xoáy tử vong được đi trúng những lượt về right seat ạ. Không đủ đam để giết vị trí của Varus. Tiền cầm trên người Raven là 3.900. Farm nốt con Blue rồi về đổi đồ ha. Không, ăn Baron đã anh em ạ. Quyết định làm nhanh con Baron rồi về mua đồ sau cũng được. Lee Sin đang cầm cho mình. Lee Sin gương xin vong anh em ơi. Vãi trưởng thật. Lee Sin đang lang thang farm rừng trong lúc đồng đội ăn Baron đã vãi. Nấy sớt thì đang farm phải là hơi cao đấy nhá. 600 quy rồi. Vita Power ăn được 600 quy chắc là bị xích lại đằng trên nữa rồi. Draven ăn xong con Baron thấy đồng đội lên bắt con Nấy sớt, thế là phải lên chung không là... Còn Nasus này nó bổ chết con Nauti luôn đấy anh em ạ, nó bổ một hồi nó chết luôn đấy. Nauti không lấy đao đồng giết Nasus đâu nha, đây là 3 quay 1, Nida đang lên là 4 quay 1. Morgana đến là 4 đánh 2, Bukhen đen kịp hay là không? Hồi máu đến từ Nasus là khá nhiều nhưng sau đó thì bị dồn sát thương chết rồi. Mũi tên tốt đến từ Varus, lấy được giáp thiên thần đến từ vị trí của Draven nhưng sau đó thì phải rút lui. Morgana chết chung rồi, cú móc tốt đến từ Nautilus, sóng ngâm vội cước vào. Chiêu cuối rất nhiều sát thương đến từ vị trí của Gray, Varus đang cố gắng bắn nhưng sát thương là không có. Sóng ngâm vội cước vào, Lee Sin hấp huyết lên. Lee Sin cắm mắt ra nhưng không hộ thể và Lee Sin chết dưới trụ rồi. Gray đang bắn được Nauti dướn lên cũng chết chung với Lee Sin cho tiếng này. Phía sau thì tôi không biết là như thế nào. Qua đó thì Vayne đang có ý định kết thúc ván đấu trong lúc mà đối phương đang ở bên ngoài để có thể defend. La phóng trúng ngắt bấm B về rất tốt. Một tiếng bấm B về trên tầm nhìn và... lao vừa rồi lại xịt rồi, Vayne đang end game nhưng mà hai chủ về nhà chính thôi. Và bật chiêu cuối lao lên bắn Varus luôn, Varus hết chiêu cuối rồi. Ôi mải con, bắn rất đau đến tìm chiêu của Vayne và đó là mạng rồi cho Vayne rồi. Lấy hết máu, Vayne sẽ kết thúc ván đấu ở đây. Rắn ăn cỏ, thằng top học lại toán đi nha mày. Đắp một kill cho Vayne, nhịn từ đầu game đến bây giờ và kết thúc ván đấu ở đây. Không có một mặt lật kèo rồi anh em ơi.
tốp tim mày gãi ngứa tao à? 5k vàng nhờn. Một cái đấu rất sôi động ở tại rank đồng Việt Nam anh em ơi. Tổng kill là hơn 120 kill sau vỏn vẹn là tầm 39 phút hơn. Một cái đấu mà tôi cắt xong tôi cũng hơi mệt rồi. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Trong khoảng thời gian vừa qua rất là xin lỗi anh em là không thu xếp được thời gian cắt rank đồng nhiều vì bận khai trương quán net quá. Nhưng mà đợt này thì rảnh rảnh thì sẽ kiếm game cắt cho anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em vào những số khác của Bình Luận Anh Đồng nhé. Bye bye.